Hạ viện tiểu bang Texas, nơi đảng Cộng hòa chiếm đa số, vào lúc sáng sớm ngày hôm nay đã thông qua một luật cấm các thành phố trong tiểu bang tự xưng là nơi trú ẩn an toàn cho người di dân bất hợp pháp, cho phép giới chức công lực địa phương thi hành luật di trú liên bang nhắm vào bất cứ ai bị họ bắt giữ và đe dọa sẽ tống giam các cảnh sát trưởng nếu như chống lại việc này. Cuộc bỏ phiếu diễn ra vào lúc 3 giờ sáng tiếp theo 15 tiếng đồng hồ tranh luận gay gắt, với phía Dân chủ ở phía thiểu số tìm cách thuyết phục đồng viện trong vô vọng. Luật này sẽ cho phép tiểu bang Texas rút tài trợ cho bất cứ quận hay thành phố nào tự nhận là nơi trú ẩn an toàn, ngay cả khi nỗ lực của chính phủ Donald Trump đang gặp khó khăn pháp lý để có thể áp dụng trên cả quốc gia. Các tiểu bang khác, nơi đảng Cộng hòa chiếm đa số, cũng đang thúc đẩy để có các chính sách tương tự, nhưng Texas sẽ là nơi đầu tiên trong số các cảnh sát trưởng sẽ bị truy tố và sẽ bị giải nhiệm nếu như không giúp thi hành luật di trú của chính phủ liên bang. Các thành phố bị phạm luật này có thể bị phạt khoảng $1,500 cho lần đầu và $25,000 cho mỗi lần sau đó. Theo dân biểu Charlie Green, người bảo trợ đạo luật, thì đây là điều cần thiết để có thể có sự an toàn công cộng và để loại trừ thành phần xấu. Từ ngữ thành phố trú ẩn an toàn Sanctuary City không có định nghĩa pháp lý. Tuy nhiên, phía Cộng hòa muốn giới chức công lực địa phương giúp giới chức liên bang trong việc bắt giữ các nghi can phạm pháp sống ở Mỹ không giấy tờ. Tổng thống Mỹ muốn cắt ngưng khoản tài trợ cho chính phủ liên bang cho các thành phố tự nhận là nơi trú ẩn an toàn, nhưng một thẩm phán tòa liên bang ở California vào hôm thứ Ba đã ra lệnh hoãn thi hành này.